Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Quỳnh Vlog. Thì buổi trưa ngày hôm nay là chủ nhật ngày 31 tháng 3, em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Hồng Loan để quay chia sẻ đến cho cô chú anh chị yêu thương chị Loan được xem. Thì hiện tại bây giờ cô chú chị Loan và anh Thái cũng đã là lên mộ ba để thắp hương nha cô chú, rồi bàn những cái công việc với bên hộ viên của cô chú anh chị. Tại vì ngày hôm qua là cái bà bảy cột kèo á, thì bà lên mộ bà thắp hương cho cố ngồi sở xong rồi bà lên tiếng bà nói về cái ông sạc bên á, là ông sẽ đặt cái bài thơ tại mộ cố ngồi sĩ nha cô chú, cho nên là chị Loan cũng rất là bức xúc. Buổi sáng ngày hôm nay là chị Loan đích thân là lên trên mộ để gặp bên quản lý để nói chuyện nha cô chú. Thì tiếp theo là cũng có một cái bài viết của bầu show Trâm Anh á cô chú, thì cũng báo một cái tin rất là vui về cái show diễn của chị Loan tại Tây Ninh nha cô chú anh chị. Thì em cũng xin phép là được đặt luôn nha cô chú. Đáp ứng yêu cầu của mọi người, bầu show Trâm Anh đã mời ca sĩ Quách Tuấn Du trong show diễn Nghĩ Về Cha ở Tây Ninh. Quách Tuấn Du kết hợp với nhiều ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng sẽ làm hài lòng khán giả ạ. Mong bà con Tây Ninh thu xếp đến thưởng thức đêm âm nhạc và giao lưu cùng Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh ạ. Đó cô chú, thì vừa rồi là cái bài viết ngắn của bầu show Trâm Anh, thì cũng có chia sẻ về chị Loan. Thì sắp tới đây cô chú là cũng có thêm là ca sĩ Quách Tuấn Du nha cô chú anh chị. Đó thì như cô chú anh chị cũng được biết là ca sĩ Quách Tuấn Du là trong thời gian vừa qua cô chú anh chị thì hát cái bài hát là Không Phải Của Mình đó cô chú, thì cũng được tất cả các cô chú anh chị trong nước và ngoài nước yêu thương rất là nhiều. Tại vì là những cái gì thuộc về mình là nó sẽ của mình nha cô chú, mà cái gì không phải của mình thì mãi mãi nó không thuộc về mình nha cô chú anh chị. Thì cũng như cô chú anh chị cũng được biết là hiện tại bây giờ là bên phía V với lại là chị Loan cũng đang là tranh chấp cái tài sản của cố nghệ sĩ đỡ lại cho con gái đó là chị Loan nha cô chú. Nhưng mà cái đứa cháu gái khác họ thì nó cũng tham lam, cho nên là anh ca sĩ Quách Tuấn Du cũng hát cái bài hát Không Phải Của Mình thì cũng được con cháu gái khác họ nó rất là ganh ghét nha cô chú anh chị. Thì mới đây cô chú chị Ni cũng có chia sẻ một cái trạng thái ngắn nha cô chú, cái bài viết ngắn luôn, cũng nói về cái đêm diễn tại sân khấu ở Tây Ninh nè cô chú anh chị. Đó thì cái bài viết như sau, em xin phép là được đọc luôn nha cô chú. Tây Ninh tiếp tục mọi người ơi, ta nói vui quá là vui, giao lưu gặp gỡ những người yêu thương, Ni đem sắp vé số bán ké mới được, kha kha. Đó cô chú, thì nói đến mà cái bài viết của chị Ni là chị Ni cũng nói về cái bà khọt khèo luôn nha cô chú anh chị. Thì ngày hôm qua là sau khi ở trên mộ về cô chú, bà khọt khèo bà cũng có là lên một cái video, bà nói rằng là sắp tới đây bà bán bánh xèo rồi sẽ lấy thêm vé số đổ về bán đó cô chú anh chị. Cho nên là chị Ni cũng có chia sẻ một cái bài viết vừa rồi là đến cái show diễn của chị Loan tại Tây Ninh, thì chị Ni cũng sẽ là lấy vé số đỡ bán luôn đó cô chú. Đó là nói khịa cái bà khọt khèo nha cô chú. Thì như cô chú anh chị cũng được biết là vợ chồng ông Bảy Khọt Khèo là trong những ngày vừa qua cô chú phải nói rằng là buôn bán ớ ẩm, mà cứ đi lên video rồi khịa chị Loan rồi khịa chị Ba Bình Tinh đó cô chú. Đó cho nên là chị Ni và chị Ba Bình Tinh cũng có chia sẻ những cái bài viết lên cái trang Facebook cá nhân của mình là nói thẳng mặt là vợ chồng Bảy Khọt Khèo nha cô chú anh chị. Thì em cũng được biết cô chú, bây giờ là Tim Bảy Khọt Khèo và Chú Bảy thì cũng đã là bị tẩy chay rồi, mà cứ đi lên là nói cái này nói cái kia, càng nói là khán giả nó càng ghét cô chú anh chị, càng ghét thì sẽ không có ai ủng hộ mà ăn bánh xèo đồ này kia đó, thì lấy đâu ra tiền mà đỡ là trả tiền nhà tiền này tiền kia đồ cô chú. Thì một năm mà người ta buôn bán mở ba cái shop, Chú Bảy một năm thì đi mướn mặt bằng là ba chỗ cô chú anh chị đó, mà vậy mà cứ đi lên là nói chị Loan là con nuôi rồi con không hợp lợ đó, nói rằng là cố nghệ sĩ
nhận về nuôi rồi này kia nha cô chú. Cho nên hiện tại bây giờ là cộng đồng mạng cũng rất là bức xúc về cái ông bẫy khọt khèo này. Bệnh rồi mà không lo yên thân yên phận, mà còn đi nói cái này nói cái kia. Đã từ ngày hôm kia cô chú, sau khi mà hai vợ chồng bẫy khọt khèo đi hát đình hát chùa ở dưới Bạc Liêu cô chú anh chị, rồi về có ghé qua cái quán bún bò đó gặp bà cô Sáu, là bắt đầu lên cái video là nói về chị Loan, nói chị Loan là con nuôi, đòi hy giấy khai sanh của chị Loan đồ này kia nha cô chú anh chị. Đó, càng nói thì khán giả càng yêu thương chị Loan rất là nhiều. Cho đến thời điểm hiện tại bây giờ là chị Loan cũng đã là rất là thành công trên cái con đường mà buôn bán kinh doanh này cô chú, với lại là đi diễn nữa. Thì sắp tới đây là chị Loan đi Úc diễn xong là về sẽ có cái đêm diễn tại Tây Ninh, là vào cái ngày mà 27 tháng 4 nha cô chú anh chị, là trong đó cũng có sự góp mặt những nghệ sĩ nổi tiếng nha cô chú. Ví dụ như là chú Linh Tâm đó cũng có mặt tại cái đêm diễn Nghĩ Về Cha ở Tây Ninh nha cô chú anh chị, với ca sĩ Quách Tuấn Du, với anh Linh Tý nè, và chị Bích Trâm, và nghệ sĩ Bình Tinh, và anh Hai Vũ Lưng độ cô chú đó. Thì cũng rất là vui cho chị Loan luôn á cô chú anh chị. Thì cũng mong rằng là sắp tới đây là chị Loan đi lộ diễn xong là cũng về lại rồi giải quyết cho nó ổn thỏa cái sự việc mà trong thời gian vừa qua là cái bên phía bên kia cô chú, thì đồ đạc nó cũng còn bỏ tại nhà chị Loan rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Phải nói rằng là riêng cái tủ lạnh thôi cô chú là cũng bỏ trình hình ở trước cái cửa nhà cô chú, trước cái cửa kia đó thì cũng niêm phong lại cô chú anh chị. Đến nỗi mà hiện tại bây giờ thì hàng hóa của chị Loan không có chỗ chắc luôn cô chú, phải chắc ở trên cái tủ lạnh của con que luôn. Dạ thì hiện tại bây giờ là chị Loan cũng đang ở trên mộ nha cô chú, thì cũng bàn những cái số việc với ba bên hậu viên đó cô chú. Tại vì ngày hôm qua là bà khọt khèo, bà lên mộ bà thắp hương rồi bà nói cái này bà nói cái kia cô chú, cho nên là chị Loan và chị Nơi cũng rất là bức xúc luôn. Dạ thôi giờ em cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn em kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha. Và cô chú anh chị và các bạn cho em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ nha cô chú.